Mùa khô năm nay hạn hán và xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long dự báo diễn ra gay gắt hơn mọi năm, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sản xuất của người dân trong vùng. Những ngày cuối tháng 2 năm 2024, nắng nóng khu vực Nam Bộ liên tục tăng, có nơi đạt mức 38 độ C. Cùng lúc này, nguồn nước ở các tuyến sông xuống thấp, khiến cho nước mặn lấn sâu vào nội đồng. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre cho biết, năm nay mặn xâm nhập sớm, sâu và kéo dài hơn so với trung bình 10 năm gần nhất. Mặn bắt đầu xâm nhập từ tháng 11 năm 2023, kéo dài đến tháng 5 năm 2024. Hiện bên ngoài các nhánh sông chính ở Bến Tre đã bị mặn xâm nhập ở các mức độ khác nhau, có nơi độ mặn vượt 3 phần nghìn vào sâu nội địa hơn 40 km dọc theo sông chính. Tại huyện Trần Văn Thời, Cà Mau cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán, làm sụt lún đất, đường giao thông, nhiều canh mương trong vùng cạn nước, giao thông đường thủy tê liệt. Với mức xâm nhập mặn như hiện nay, nguy cơ xảy ra thiếu nước cho khoảng hơn 56.000 hecta lúa ở các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng. Ngoài ra, xâm nhập mặn cũng có khả năng ảnh hưởng đến vùng chuyên canh cây ăn quả với diện tích khoảng 43.300 ha ở Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Sóc Trăng. Bên cạnh đó, xâm nhập mặn cũng gây nguy cơ thiếu nước sinh hoạt cho các hộ dân sống phân tán và công trình cấp nước tập trung khai thác nước mặt khu vực ven biển ở nhiều địa phương như Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh và Vịnh Long.